Anh Đức tổ chức lễ ra tiền vào sáng nay, Ali Hoàng Dương và dàn sao Bê Chát. Trước thềm hôn lễ, anh Đức và vợ kém 12 tuổi tổ chức lễ ra tiền để ra mắt gia đình, quan viên hai họ. Sáng 6 tháng 9, lễ ra tiền của diễn viên anh Đức và bà xã anh Phạm diễn ra tại nhà riêng của cả hai ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cặp đôi dự định thực hiện nghi thức này vào sáng 10 tháng 9, nhưng rời lại vào hôm nay, tiệc chiêu đã khách mời vẫn giữ nguyên lịch. Trong ngày trọng đại, anh Đức diện áo dài trắng truyền thống, cười rạng rỡ khi đến nhà đón vợ. Diễn viên anh Phạm cũng chọn trang phục có thêu hình hoa sen, khuôn mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc. Theo đó, anh Đức đã mang 6 cháp sính lễ bao gồm bánh, rượu, trầu cau, đồi lòng phụng để sang nhà hỏi cưới vợ kém 12 tuổi. Dàn Bê Cháp nhà gái là những người bạn thân thiết với cô dâu, đa số không hoạt động showbiz. Còn đội Bê Cháp của anh Đức quy tụ những khuôn mặt quen thuộc như Ali Hoàng Dương, Hữu Đằng, Nhâm Phương Nam, Trần Phong, Minh Dự. Dàn Bê Cháp của cả hai nhà được diện áo dài hồng đồng bộ với nhau. Theo quan sát, anh Đức và vợ được tặng nhiều sính lễ bằng vàng như vòng cổ, bông tai, nhẫn. Trong lễ ra tiền, anh Đức và anh Phạm hẹn hò gần 2 năm, cả hai thường xuyên tham gia những chuyến du lịch, tụ tập ăn uống cùng hội bạn Trấn Thành, Ha Ji Won. Nếu như anh Đức là bạn thân hơn một thập kỷ của Trấn Thành, thì diễn viên anh Phạm mới gia nhập nhóm dạo gần đây. Cô sở hữu nhan sắc đời thường xinh xắn, phong cách ăn diện thanh lịch và trẻ trung đúng với độ tuổi. Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đi du lịch sang chảnh. Vị hôn thê của anh Đức sinh năm 1999, kém anh 12 tuổi, từng theo học ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tham gia một số dự án như phim điện ảnh Hoa hậu Giang hồ, phim truyền hình Đường về có nhau, MV thích thì đến. Gần đây nhất, Phạm Quỳnh Anh vào vai cô gái làm nghề massage cùng với Khả Như trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành. Nữ diễn viên thổ lộ rất nể, tôn trọng và thấy hạnh phúc khi được Trấn Thành ưu ái vai diễn trong Mai. Anh Phạm được chồng cầu hôn khi du lịch cùng hội bạn Trấn Thành, Ha Ji Won vào cuối tháng 12 năm 2023, nhưng đến tháng 4 năm 2024 mới chính thức công khai tin vui. Nữ diễn viên chia sẻ về khoảnh khắc được cầu hôn, mặc dù được giao làm trưởng đoàn cho chuyến Phú Quốc đó, mà một mình trưởng đoàn em đây không biết gì. Nhờ khả năng diễn xuất của anh chị, em được thêm nhiều cú thuyết cho sự kiện vô cùng quan trọng này. Chân thành cảm ơn tất cả anh chị thân thương thật nhiều. Không ngờ sau khi xem lại lúc được cầu hôn em nhiều biểu cảm như vậy. Cảm ơn anh đã luôn dành tất cả những điều tuyệt vời nhất cho em. Đám cưới anh Đức và vợ sẽ diễn ra vào hôm 10 tháng 9, quy tụ nhiều nghệ sĩ V-Beat. Cặp đôi đưa ra nhiều quy định trong đám cưới như không live stream trong suốt thời gian diễn ra tiệc, không đón tiếp trẻ em. Phải mang theo thiệp cứng mới được vào trong, diện Z-code theo màu đen, đỏ, nâu, bè. Đám cưới của anh Đức dự kiến sẽ quy tụ dàn sao Việt cực khủng.